Chào cả nhà, lại là Mưa đây. Nay chúng ta cùng khám phá đại chiến giữa Godzilla và Mothra 1992 nhé. Trung tâm quan sát hành tinh Naka. Hệ thống vi tính cho thấy một vật thể lạ vừa rơi xuống Thái Bình Dương. Tại miền Nam Edo có một cơn bão ập đến, biển động dữ dội. Một ngày sau tại Thái Lan, anh chàng này cậy một tảng đá trên tường ra. Anh ta vui sướng với lấy bức tượng bên trong tường của ngôi đền. Đột nhiên trời đất rung chuyển, đất đá rơi tả tơi. Anh chàng dùng hết sức bình sinh chạy trốn khỏi tầng hầm. Khó khăn lắm mới ra được khỏi cửa hang thì bị một khẩu súng chặn lại. Chàng trai trẻ tuổi này tên là Takuya, 30 tuổi. Anh là một cựu giáo viên khảo cổ học. Vì tội ăn trộm tượng và phá hủy tài nguyên của đền nên anh ấy đã bị bắt. Chính phủ Nhật Bản đang vô cùng đau đầu với thiên thạch vừa rơi vào trái đất. Takuya được mời tham gia điều tra cục thiên thạch đó nhưng anh đã từ chối. Dù bị bắt giam nhưng Takuya tin rằng chỉ một tuần nữa là mình sẽ được thả. Hiện tại thiên thạch đang khiến trái đất trở nên tồi tệ hơn. Biểu hiện rõ nhất là không khí đang xấu dần, biển dâng, khí quyển thay đổi. Thiên thạch còn gây ra chấn động mạnh dưới lòng biển, nước biển vẫn chưa thể trở lại bình thường. Cũng chính vì thế mà vi tính không thể dò ra được vị trí hiện tại của Godzilla. Trên mặt đại dương, một con thuyền đang đi về hướng đảo Infan. Masako cùng đồng đội của mình đang chuẩn bị khám phá hòn đảo này. Nhưng dường như con người đã tàn phá nó một cách thậm tệ. Ba người đi tới chỗ một cây cầu. Chưa đi được bao lâu, vì không chịu được sức nặng của ba người, cây cầu đã gãy làm đôi. Tưởng rằng đây là bất lợi nhưng ngược lại có lại rất có lợi. Đường sông sẽ đưa họ tới đích nhanh hơn là băng qua rừng. Ba người sau một khoảng thời gian mải mê trèo kéo cuối cùng cũng sang được bờ bên kia. Trời cũng vừa hay tối, họ đành cắm trại ở ven rừng nghỉ ngơi. Takuya và Masako là cặp vợ chồng trẻ vừa mới ly hôn cách đây không lâu, họ đã có với nhau một mụn con. Sáng sớm tinh mơ, Takuya phát hiện một cái hang phía thác nước. Ba người cầm đèn pin bước vào trong hang. Vừa vào trong, Takuya đã phát hiện ra một vết tích cổ trên tường. Anh đoán vết tích này có tuổi thọ 10.000 năm tuổi. Ba người đi theo lối mòn ra ngoài cửa ra thì phát hiện thiên thạch. Takuya đến gần dùng dao cạo bề mặt ngoài của thiên thạch thì phát hiện nó giống một quả trứng hơn. Bất ngờ có tiếng người vang lên nói rằng đây là trứng của Mothra. Ba người ngơ ngác không hiểu tiếng động đó phát ra từ đâu. Quay người lại thì thấy hai cô gái tí hon nấp sau cây hoa. Họ tự giới thiệu mình là Cosmos. Mothra đã từng biết đến là người bảo vệ trái đất. Nhưng kể từ khi Batra được các nhà khoa học sinh ra đã đảo lộn mọi thứ. Batra và Mothra có một trận chiến sinh tử, Cosmos đã hạ nó ở vùng băng giá phía Bắc. Batra đã hủy diệt cỗ máy điều khiển thời tiết của họ. Vì để sinh tồn, Cosmos và Mothra đã phải trèo lên ngọn núi cao nhất để tránh lũ lụt do Batra gây ra. Chính thiên thạch đã để lộ ra quả trứng của Mothra. Cosmos sợ rằng Batra đang được thức tỉnh ở nơi nào đó trên thế giới. Ở núi Phú Sĩ lúc này đang diễn ra một cuộc đả đảo của người dân. Bởi vì phía công ty Marutomo không giúp họ giải quyết những thắc mắc về vấn đề môi trường. Đám người Takuya đưa Cosmos rời khỏi hòn đảo. Ở trụ sở, các cấp lãnh đạo đang theo dõi trên màn hình máy tính. Họ phát hiện một vật thể khổng lồ đang di chuyển trên biển. Theo tin mới nhất của Tezuka thì đó là Batra. Sau đó, phi đội không quân thứ 6 lập tức được lệnh tham chiến. Cục môi trường có lệnh cho đội phi công điều tra tình hình trên biển. Batra đang di chuyển với tốc độ bàn thờ về phía đất liền. Các trạm phòng vệ đã sẵn sàng vào thế tham chiến. Công ty Marutomo cũng đã có tàu lớn ra đảo để vận chuyển trứng Mothra về. Tin tức Batra tiếp cận đất liền cũng đã được thông báo cho người dân toàn Nhật Bản. Con quái vật ủi đổ nhà cửa chùa chiền. Người dân được lệnh nhanh chóng di tán đến nơi an toàn. Bóng dáng nó đi đến đâu chỗ đó lập tức bị san bằng. Một lượng lớn xe tăng đã sẵn sàng vào vị trí chiến đấu. Sức công phá của con quái thú quá lớn, ở thời điểm hiện tại chưa có ai là đối thủ của nó. Chính phủ chưa thể xác định được hướng đi của nó. Lúc này Godzilla đã được tìm thấy ở Philippines. Những gì xảy ra ngày hôm nay là minh chứng cho sự kiêu ngạo của loài người. Trước tình thế ngàn cân treo sợi lông nách, Takuya chạy lên boong tàu tháo sợi dây kéo với trứng Mothra. Anh phải cắt đứt kết nối trước khi quả trứng nở ra. Mục đích của anh là để hai con quái thú này đối đầu với nhau. Mothra lặn xuống biển cắn chặt lấy đuôi của Godzilla. Con quái thú đau đớn bắt đầu phản kháng.
Mothra lấy đàn húc thật mạnh vào ngực Godzilla khiến nó nghẹt thở. Bacha lúc này lao như điên ra biển vì nó đã cảm nhận được sự xuất hiện của hai con quái vật. Ba con quái thú đang tấn công lẫn nhau. Bacha to con đẩy một cái Godzilla ngã dúi đầu xuống đáy biển. Giây sau đó dưới đáy đại dương đã xảy ra một cuộc chiến khốc liệt giữa hai con quái thú. Mothra chân yếu tay mềm chọn cách quay lại đảo Infan. Trận chiến dưới đáy biển vẫn chưa thấy hồi kết thúc. Godzilla nhấc bổng Bacha nện thật mạnh xuống đất. Bởi tác động một lực quá mạnh, núi lửa đã phun trào giữa thềm lục địa Philippines và Á Âu. Một lúc sau máy quét đã không dò thấy hai con vật. Chẳng lẽ chúng đã lôi nhau xuống lòng biển rồi chăng? Tại Manila, Masako nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp cùng chồng cũ. Ngày đó cũng bởi vì sự non trẻ của mình mà họ đã đánh mất nhau. Sau một giấc ngủ đêm, Masako phát hiện Cosmos đã biến mất. Chính Ando là người đã đánh cắp hai cô gái tới công ty Marutomo. Ông chủ tịch định sẽ biến hai cô gái trở thành kẻ phát ngôn với mục đích đem lại tiếng tăm cho công ty. Bên này Masako đang rất gấp rút về nhà để tìm Cosmos. Con gái cũng tới sân bay đón hai người. Takuya vì không dám đối diện với con gái mình nên đã tránh mặt. Bên này Cosmos bị giam giữ cất tiếng hát thu hút Mothra. Con sâu khổng lồ nhận được tín hiệu tăng tốc tiến về phía Nhật Bản. Mục đích của nó tới đây là để giúp Cosmos. Đúng lúc này công ty Marutomo gửi thông báo đến Cosmos đã mất tích. Ở ngoài biển, cục môi trường đã ra lệnh cho máy bay tàu thủy lập tức tham chiến. Nhưng dường như sức mạnh của Mothra quá lớn, họ không thể hạ gục được nó. Dù bị tấn công liên tục nhưng con sâu khổng lồ vẫn chẳng yếu đi chút nào. Tiếng hát của Cosmos vẫn không ngừng vang lên thu hút con quái thú. Miki lúc này bắt đầu nghe thấy tiếng hát du dương. Mothra đang cách đất liền rất gần. Tên chủ tịch đứng dương mắt nhìn con quái vật càn quét đường xá làng mạc chẳng có chút phản ứng vào. Masako đưa Miki đến nơi ẩn náu của Cosmos. Chính phủ không ngừng kêu gọi người dân nhanh chóng di tán đến nơi an toàn. Mothra đang tới gần. Thì ra người đang giữ Cosmos chính là Takuya. Anh trách Masako vì đã đem con gái đến nơi nguy hiểm. Bên ngoài, Mothra đang di chuyển về phía tòa nhà. Con gái cầu xin Cosmos ngăn cản Mothra lại đừng cho nó phá phách nữa. Dưới sự giúp đỡ của Cosmos, Mothra đã ngừng phá phách. Nó từ từ di chuyển về phía tòa nhà quốc hội. Tòa nhà rất nhanh đã bị con sâu khổng lồ dỡ tan. Nhưng lúc này nó không phải là mối nguy hiểm đáng quan tâm. Áp lực của dung nham đang tăng lên đáng kể. Chỉ khoảng 30 phút nữa núi lửa sẽ phun trào. Ở phía tòa nhà quốc hội, mọi người ngơ ngác nhìn Mothra phun tơ. Tơ của nó chẳng mấy chốc đã răng kín tòa nhà. Cũng chính vì sự kiện này, hành vi ăn cắp Cosmos của Takuya đã bị vạch trần. Đúng như dự đoán, núi lửa ở Phú Sĩ đã phun trào. Bởi vì hành vi sai trái của công ty Marutomo đã khiến trái đất nổi giận. Ông chủ tịch phát điên vì những chuyện đang xảy ra trước mắt. Godzilla lúc này từ từ bước ra từ đám lửa đang cháy ngùn ngụt. Tại cục môi trường, mọi người đang theo dõi Godzilla thông qua màn hình chính. Theo phỏng đoán, có lẽ con quái vật đã phá hủy lớp vỏ của núi Phú Sĩ để thoát ra. Con quái vật khổng lồ vẫn là dấu chấm hỏi đối với tất cả mọi người. Không ai hiểu được sao nó có thể tồn tại ở nhiệt độ cao như vậy. Bây giờ Godzilla đang đi tới phía đông Kanazawa. Ở phía tòa nhà quốc hội, ấu trùng sâu đã phá kén thành một con bướm trưởng thành. Mọi người có mặt ở hiện trường ngơ ngác ngỡ ngàng về diện mạo mới của Mothra. Nó cất cao đôi cánh bay về phía Bacha. Bacha cũng đang ngoi lên từ đại dương. Quân đội Nhật Bản bắt đầu tấn công Godzilla. Với sức mạnh quái vật của mình, nó nhanh chóng hạ từng chiếc máy bay một. Sau đó nó di chuyển tới khu vực Yokohama. Người dân trong thành phố đang gấp rút chạy trốn. Trên không trung, Bacha và Mothra bắt đầu tuyên chiến. Sau khi phá kén, Mothra đã có kích thước ngang ngửa Bacha. Nhưng bởi vì vừa ra khỏi tổ nên nó nhanh chóng bị Bacha áp đảo. Mothra nằm bẹp trên đất không thể kháng cự. Godzilla cũng đã đuổi đến nơi. Sau khi hạ được Mothra, Bacha tự tin gấp bội lần.
Nó bắt đầu phun lửa về phía Godzilla. Còn chưa kịp phản kháng, Godzilla đã bị tòa cao ốc đè bẹp. Bacha hạ cánh xem xét tình hình thì bị con quái thú vừa bò dậy hất cho một cái ngã cắm đầu. Godzilla bắt đầu những đòn phản công đầu tiên của mình. Bacha bị đánh đến mức không thể đứng dậy nổi. Mothra thấy thế tiến lại gần áp sát đầu như truyền năng lượng qua cho nó. Chỉ thấy cơ thể của hai con quái vật phát sáng từng hồi. Một lúc sau, Mothra nó cảm nhận được sự tấn công của Godzilla. Nó sử dụng vũ khí mạnh nhất của mình tấn công Godzilla. Nhưng cũng chẳng được bao lâu cũng bị đánh bại. Khi Mothra sắp bị vòng quay mặt trời đè bẹp, Bacha đã vực dậy đỡ cho nó. Bacha tận dùng chiếc vòng quay mặt trời làm vũ khí đáp trả Godzilla. Con quái vật thì siết cổ không có khả năng phản kháng. Bacha và Mothra hợp lực liên tục phun lửa về phía Godzilla. Con quái vật to xác bị tấn công dồn dập không có cơ hội đáp trả. Sinh lực của nó yếu dần, chẳng bao lâu sau đã không chịu nổi mà ngã lăn ra đất. Đúng là hai đánh một không chột cũng què. Chẳng biết chúng nói chuyện gì với nhau. Chỉ thấy Bacha tiến gần về phía Godzilla để nó cắn cổ. Còn Mothra bay về phía đuôi. Một lúc sau, Godzilla bị nhấc bổng lên trời. Chúng đưa con quái vật khổng lồ ra giữa biển. Bacha ôm chặt Godzilla cùng lao xuống đáy đại dương. Mothra bay lơ lửng trên không trung tạo thành một vòng tròn chấn yểm mặt nước. Sáng hôm sau trước khi rời đi, Cosmos tiết lộ với mọi người một tin. Vào thế kỷ 21, thiên thạch lớn sẽ đâm trực tiếp vào trái đất. Bởi vì Bacha đã về với các cụ nên Mothra sẽ thay nó bảo vệ trái đất. Sau đó Mothra và Cosmos tạm biệt mọi người, quay về đảo Infan. Chào cả nhà, lại là Mưa đây. Nay chúng ta cùng nhau khám phá Godzilla đại chiến Mecha Godzilla 1993 nhé. Vào năm 1992, chính phủ Nhật Bản đã lập một trung tâm nghiên cứu biện pháp đối phó với Godzilla. Bởi vì sức mạnh của con quái vật quá khủng khiếp, các nhà khoa học ở khắp mọi nơi đã quy tụ về đây. Garuda là cỗ máy đầu tiên được sinh ra để chống lại Godzilla. Để thuận tiện hơn cho việc nghiên cứu, các nhà khoa học còn kéo King Ghidorah từ dưới đáy biển lên để phân tích một cách chi tiết. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng một cỗ máy đã được ra đời để chống lại Godzilla. Năm 1994, cỗ máy này được trang bị helium 3 dạng viên. Nó được tạo ra bởi năng lượng hạt nhân trên quỹ đạo vệ tinh. Các nhà khoa học đã phải mất ăn mất ngủ nhiều đêm mới có thể chế tạo ra cỗ máy này. Mọi người đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để đủ tự tin chiến đấu với con quái thú. Hôm nay, một chiếc máy bay được cử tới đảo Adona. Đoàn người tiến lại gần thì phát hiện hóa thành của một con Pteranodon trên bức tường đá. Leo lên cao một chút còn có hai quả hóa thạch trứng đang nằm lăn lóc. Đêm hôm đó, đoàn người quyết định ở lại hòn đảo để kiểm tra quả trứng. Ông tiến sĩ phát hiện ra một loại cây có từ thời tiền sử. Nửa đêm, quả trứng bốc chốc phát sáng. Nó đã thu hút một con chim khổng lồ đến phía những túp lều. Đoàn người hoảng sợ nhanh chóng núp sau phiến đá. Ông tiến sĩ cho biết con chim đó có tên là Rodan. Con vật được sinh ra do ảnh hưởng của phóng xạ. Rodan khuấy đảo một vùng trời đã thu hút Godzilla dưới lòng biển trỗi dậy. Con chim khổng lồ không chần chừ lao nhanh về phía Godzilla. Con quái vật kém miếng khó chịu tiến về phía hòn đảo. Rodan nhân cơ hội này đã tấn công nó từ phía sau. Hai con vật đánh nhau khiến đất đá xung quanh rơi lả tả. Godzilla chỉ được cái to xác bị Rodan dụ vòng vòng rồi ngã lăn xuống đất. Nhân lúc chúng đang đánh nhau, đoàn người nhanh chóng lên trực thăng bỏ chạy. Rodan phía sau vẫn không ngừng mổ liên hoàn vào người Godzilla. Con chim khổng lồ hất tung đôi cánh khiến Godzilla nằm bẹt trong đống đất đá. Rodan thèm đòn tiến lại gần thì bị nó quại cho một cái vào hàm. Không còn khả năng kháng cự, Rodan nằm dí trên đất mặc cho Godzilla đấm đá.
trực thăng đem quả trứng rời khỏi hòn đảo. Quả trứng đó ước tính đã có tuổi thọ 65 triệu năm. Aoki nhận được thông tin đó đã nhanh chóng chạy đến cục nghiên cứu nơi cất giữ quả trứng. Anh là một nhân viên làm việc cho chính phủ và có niềm đam mê với Pteranodon. Phía bên này, các nhà nghiên cứu đã lấy được mẫu thử của quả trứng ở các khung giờ. Aoki đã ăn cắp mẫu cây ở thời tiền sử và bị Gojo phát hiện. Theo nghiên cứu, màu nguyên bản của quả trứng là màu trắng, nhưng khi cảm thấy sợ hãi nó sẽ dần chuyển sang màu đỏ. Giáo sư cho hay mỗi lần Gojo ở gần y như rằng quả trứng liền đổi màu. Điều này có nghĩa là Gojo có mối liên hệ sâu sắc với nó. Sagusa và Aoki tới gặp Mỹ Ký. Họ còn mang theo mẫu cây từ thời tiền sử đến cho chủ tịch xem. Bọn trẻ hợp lực lại để cảm nhận nguồn gốc của cây khô. Aoki mang cuộn băng đám trẻ ghi lại tới cục. Chỉ thấy quả trứng không ngừng lay động khi nghe thấy âm thanh phát ra từ radio. Nhiệt độ của nó không ngừng tăng lên. Chẳng mấy chốc tấm kính bảo vệ đã bị nổ tung. Gojo ngơ ngác ngỡ ngàng lùi về phía sau khi thấy quả trứng đang dần nứt ra. Cô nhanh chóng nhấc điện thoại thông báo cho mọi người. Sagusa cho biết nó là một con Godzillasaurus. Nó và Godzilla chỉ là hai con vật có nét tương đồng chứ không giống nhau. Bất ngờ Sagusa cảm nhận được sự dịch chuyển của Godzilla. Nó đang tiến gần hơn với đất liền, miệng thì không ngừng phun lửa. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì đội lại không tìm thấy Aoki đâu cả. Cỗ máy chiến đấu với Godzilla chuẩn bị được kích hoạt. Tất cả đã được trang bị tương tất, chỉ đợi đến giờ là khởi động. Nó được đưa ra khỏi tầng hầm. Khóa tứ chi cũng đã được mở ra. Cỗ máy sau đó được điều khiển bay vụt lên bầu trời. Godzilla gào rú đi càng lúc càng nhanh. Điểm đến của nó là khu chơi nơi tụ tập rất nhiều người dân. Nó rất bất ngờ khi thấy một vật thể đứng trước mặt có ngoại hình y hệt mình. Cuộc thử nghiệm bắt đầu, Godzilla liên tục ăn hỏa tiễn. Một vật một máy dồn dập phóng lửa vào người đối phương. Mecha Godzilla đã nhanh chóng đánh bại Godzilla thật. Quy luật hoạt động của nó là hấp thụ năng lượng của vật chủ rồi đáp lại. Godzilla đau đớn nằm im chịu trận. Có thể thấy con quái vật càng cố gắng phản bao nhiêu thì nó càng đau đớn bấy nhiêu. Mecha Godzilla gắn neo sốc vào người con quái vật. Nhưng cách này dường như đã khiến cỗ máy gặp trục trặc. Năng lượng của Godzilla dần chuyển sang cơ thể Mecha Godzilla. Các nhà khoa học hoảng hốt khi thấy sự việc chuyển biến theo hướng xấu. Godzilla phản công hất đổ Mecha Godzilla. Tiến sĩ Asimov đang cố gắng kích hoạt lại cỗ máy, nhưng vẫn cần rất nhiều thời gian để nó có thể hoạt động lại bình thường. Còn Godzilla tiếp tục tiến về hướng Tây. Chính phủ hạ lệnh đánh đuổi Godzilla cả ở đường bộ và đường không. Xe tăng chiến máy bắt sẵn sàng vào vị trí. Godzilla liên tiếp phá hủy từng chiếc xe một. Dường như những thứ đó chỉ khiến nó càng thêm hăng máu. Mục tiêu hiện tại của nó là tháp Godzilla. Thì ra là nó đã cảm nhận được sự tồn tại của Godzillasaurus. Bước đi của Godzilla vẫn chưa hề chậm lại. Sagusa nảy ra một sáng kiến. Cô định sẽ cho Godzillasaurus vào buồng nghiên cứu để ngăn cản sự cảm nhận của Godzilla. Con quái vật đang cách tòa nhà một khoảng rất gần. Nó bắt đầu đập phá nóc nhà để tìm kiếm Godzillasaurus. Nhưng chỉ một lúc sau, không hiểu vì lý do gì nó lại quay người rời đi. Báo đưa tin Godzilla đã biến mất ở vịnh Osaka. Bởi vì nghỉ việc mà không xin phép nên Aoki đã bị cấp trên điều chuyển công tác đến bãi đỗ xe. Bên này Mecha Godzilla vẫn đang trong quá trình sửa chữa. Các bộ phận của nó đều đã bị hư hỏng nặng. Tiến sĩ Ome đã lắp đặt một bộ não thứ hai ở dưới đáy cột sống của Mecha Godzilla.
Mọi thứ dưới sự kiểm soát của tiến sĩ Ome đang diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bây giờ Gojo là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho Godzillasaurus. Aoki đến thăm cô và cho Gojo xem phát minh mới của mình. Nó giống hệt với Pteranodon và quan trọng hơn là có thể bay được. Hai người vui vẻ bay lượn trên bầu trời. Nhưng niềm vui thì chóng qua chẳng mấy chốc, phát minh của Aoki đã gặp trục trặc. Cứ như thế cả người cả vật lao thẳng xuống đất. Mickey đưa những đứa bé siêu năng lực đến thăm Godzillasaurus. Chúng còn đặc biệt hát một đoạn điệp khúc do mình tự sáng tác cho Godzillasaurus nghe. Ở ngoài đảo xa, Rodan cũng dần dần hồi phục sinh lực. Dường như giai điệu của bài hát đã khiến em bé không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Sagusa và Gojo đều không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì. Hai người đều không muốn chiến đấu với Godzilla, đó không phải mục đích sống của họ. Aoki nghĩ có lẽ là Godzillasaurus đã thay đổi suy nghĩ của hai người. Sáng hôm sau, em bé được đưa tới trước mặt mọi người. Nó được đưa lên một chiếc xe và Gojo là người đồng hành cùng bé con dù nó có đi đến đâu đi chăng nữa. Theo dự kiến, chiều nay 17 giờ Mecha Godzilla và Garuda sẽ xuất kích. Lúc này Rodan được phát hiện đang bay lơ lửng trên bầu trời. Nó bay với vận tốc rất nhanh về phía trạm Sendai. Một ông cán bộ để ý ban nãy trước khi được đưa đi, đôi mắt của Godzillasaurus đã chuyển sang màu đỏ. Rất có khả năng đó là tín hiệu kết nối giữa nó và Rodan. Lúc này máy bay vận chuyển Godzillasaurus đã mất tín hiệu. Rodan đã tấn công nó và cướp lấy Godzillasaurus. Đây là lúc thích hợp nhất để phát minh mới thể hiện sức mạnh của mình. Garuda và Mecha Godzilla cùng một lúc bay lên không trung. Thật bất ngờ, Aoki chính là cơ trưởng điều khiển Garuda. Bên này Rodan đã đáp cánh và chuẩn bị mở container. Mecha Godzilla và Garuda cũng đã đuổi kịp tới nơi. Hai cỗ máy đồng tâm hiệp lực bắn túi bụi vào người Rodan. Con chim khổng lồ lập tức phản công. Đối tượng đầu tiên nó nhắm tới là Garuda. Aoki bị mất lái lao thẳng vào một tòa nhà lớn. Đối tượng nhắm tới tiếp theo của nó là Mecha Godzilla. Nhưng rõ ràng nó không phải là đối thủ của cỗ máy hiện đại này. Chỉ với một đòn phản công, Rodan đã nằm bẹp dí dưới tòa nhà cao ốc. Mecha Godzilla tiến lại gần thì bị nó mổ liên tục vào mắt. Sau một hồi vật lộn, Rodan bất tỉnh nằm dưới đất không thể kháng cự. Lúc này, tiến sĩ điều khiển trực thăng đến giải cứu Gojo và Godzillasaurus. Nhưng có vẻ trận chiến kinh hoàng ban nãy đã thu hút Godzilla đến đây. Mecha Godzilla vì hoạt động quá mức nên cần thời gian nguội đi. Godzilla băng qua sân vận động tiến về phía Mecha Godzilla. Vì bị cạn kiệt năng lượng, cỗ máy không có khả năng phản kháng, chỉ nằm im chịu trận. Giờ là lúc Aoki thể hiện sức mạnh của bản thân. Anh điều khiển Garuda đánh lạc hướng Godzilla. Tiếp theo là sự hợp thể giữa Mecha Godzilla và Garuda tạo thành Super Mecha Godzilla. Một vật một cỗ máy liên tục nhả đòn về hướng đối phương. Tiến sĩ kích hoạt laser ở bụng thành công hạ gục Godzilla. Con quái vật nằm im chịu trận. Chỉ còn một bước cuối cùng là Godzilla sẽ đi đời nhà ma, nhưng Sagusa lại do dự mãi không ra tay. Godzilla bị kích điện nhảy cà tưng Con quái vật đau đớn nằm dãy dụa trên đất. Godzillasaurus dường như cũng đã cảm nhận được sự đau đớn của nó. Rodan linh cảm thấy Godzillasaurus được thả ra thì gắng gượng bay lên bầu trời. Sau khi bị bắn, nó dùng năng lượng của mình giúp Godzilla sống lại. Ẩn mình trong đám bụi, Godzilla lổm ngổm đứng dậy. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng không hiểu vì sao nó có thể sống lại. Sức mạnh của Godzilla còn khủng khiếp hơn trước rất nhiều lần. Mecha Godzilla mất khả năng kháng cự. Cỗ máy bốc cháy nghi ngút khiến ai nấy đều bất ngờ. Nhưng có một điều may mắn là không có ai bị thiệt mạng.
Mọi người ra khỏi cỗ máy thì thấy Godzilla đã quay người rời đi. Trước giờ phút chia ly, Gojo nhắc Godzillasaurus phải sống thật mạnh khỏe. Giờ cô và mọi người phải về rồi. Godzillasaurus quyến luyến nhìn Gojo rời xa. Sau đó Godzilla quay lại tìm em bé nhưng nó sợ hãi trốn qua một bên. Sahusa buộc phải dùng bài hát để Godzillasaurus biết nó cần phải đi cùng Godzilla. Godzillasaurus dần lấy lại được bình tĩnh và đi theo Godzilla về phía biển. Chào cả nhà, lại là mưa đây. Nay chúng ta tiếp tục khám phá đại chiến giữa Godzilla và Space Godzilla nha. Trung tâm kiểm soát Godzilla của Liên Hợp Quốc. Bước vào phòng tâm linh, Giám đốc Saugus phản đối hành vi cấy bộ điều khiển vào não của Godzilla. Nhưng Miki cho rằng làm như vậy là họ đang hành hạ Godzilla. Nếu nó không điều khiển được hành vi của mình thì nó rất dễ bị thương. Nam Thái Bình Dương, Trung úy Sato và Trung úy Shinjo được G-Force cử đi khám phá một hòn đảo. Mục đích quan trọng hơn nữa của hai người là nghiên cứu dự án T-Project. Sau đó hai người có một cuộc nói chuyện với thiếu úy Yuki. Một lúc sau tiểu Godzilla cũng xuất hiện, nó khá thân với anh thiếu úy. Tại đất liền đang diễn ra một cuộc họp khẩn cấp giữa các cấp lãnh đạo. Vấn đề mà họ cần giải quyết đó là tàu vũ trụ Naka đã mất tích. Bên này Miki đang ngồi một mình ở sân thì Cosmos xuất hiện. Hai người mang tới một tin vô cùng nóng hổi. Đó là có một con quái vật không gian đang chuẩn bị tiến vào trái đất. Mục đích của nó đến đây là để hủy diệt Godzilla. Nếu như Godzilla bị tiêu diệt thì trái đất cũng sẽ bị tiêu diệt. Ngoài đảo, Shinjo và Sato đang đào mấy cái hố trên biển. Mỗi một cái hố sẽ được đặt một quả bom. Thiếu úy Yuki chuẩn bị những thứ này để khi nào Godzilla dẫm vào nó sẽ phát nổ. Anh thiếu úy cho biết con quái vật đã xuất hiện ở đây 2 lần rồi. Anh cũng đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ để có thể chiến đấu với Godzilla. Sato và Shinjo nhìn những hành động kỳ quái của thiếu úy Yuki thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trụ chiến lược G-Force. Máy tính biểu thị trạm kiểm soát vũ trụ ở mức báo động đỏ. Có một vật thể lạ đang phóng rất nhanh về hướng trái đất. Cỗ máy Mogura đã được các nhà khoa học sản xuất ra để đối phó với Godzilla. Nhưng ngày hôm nay nó được dùng để chiến đấu với con quái vật vũ trụ đang tiến vào trái đất. Hôm nay Hội đồng Bảo an Godzilla có chuyến thăm tới hòn đảo nơi thiếu úy Yuki đang ở. Ở đất liền lúc này cỗ máy Mogura đã đi vào hoạt động. Miki đang đi lang thang trên hòn đảo. Cô vô tình gặp lại tiểu Godzilla. Nó tỏ ra vô cùng vui mừng vì sự xuất hiện của Miki. Thiếu úy Yuki thì vẫn đang nỗ lực chế tạo vũ khí nhằm hạ Godzilla. Theo ông thì nó là một nhân tố phá hoại môi trường sống của con người. Bất ngờ một làn khói hồng nghi ngút thu hút sự chú ý của ông. Mọi người kéo nhau về phía hướng đám khói. Thì ra là tiểu Godzilla đang nhảy nhót trong bãi mìn mà thiếu úy Yuki chế ra. Miki buồn bã bước vào lều nói rằng Godzilla đang đến. Điều đó đồng nghĩa với việc họ gần phải gấp rút triển khai dự án T-Project. Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau Godzilla từ từ bước lên từ đáy biển. Ba người đàn ông đang ở bãi biển thấy con quái vật hoảng hốt bê cái quần chạy. Shinjo quay về lều lấy máy phát. Quay lại thì đã thấy thiếu úy Yuki kích hoạt quả mình khiến Godzilla nổi giận. Nhân lúc con quái vật dẫm phải quả mìn, Shinjo nhắm nòng súng về phía Godzilla. Sato vui sướng thông báo cho mọi người ở lều vì Shinjo đã gắn máy phát thành công. Giờ là đến lúc Miki hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô sử dụng yếu tố tâm linh điều khiển Godzilla đi dọc bờ biển. Thiếu úy Yuki chạy theo sau con quái vật khổng lồ. Bên ngoài vũ trụ, cỗ máy Mogura đã khai hỏa về phía con quái vật không gian. Nhưng dường như Mogura chẳng phải là đối thủ của nó. Cơ trưởng nhận ra họ phải rút lui để tránh rủi ro ngay lập tức. Cỗ máy bị va chạm mạnh rung lắc dữ dội. Ở ngoài đảo, sóng ngoại cảm đã vượt quá dự định. Miki không thể chịu được nữa nên đã ngất lịn đi. Sau khi tỉnh lại, cô hốt hoảng nói quái vật ngoài vũ trụ đang tới. Godzilla vẫn đang đi lang thang ngoài bãi biển. Thiếu úy Yuki vẫn chưa từ bỏ việc tấn công con quái vật. Shinjo và Sato cũng chạy tới tiếp sức. Nhưng Miki lại nói với họ rằng hiện giờ Godzilla không phải là đối thủ của họ. Bỗng dưng bầu trời tối sầm lại, con quái vật ngoài vũ trụ đã tới. Tiểu Godzilla thấy thế thì cũng lật đật tiến tới.
thấy bé con bị tấn công, Godzilla gào rú lao về phía trước. Nhưng vừa bước tới nó đã bị con quái vật không gian tấn công dồn dập không kịp trở tay. Sau đó chỉ có thể đứng im chịu trận. Đám người ngơ ngác chứng kiến trận chiến giữa những con quái vật. Godzilla đau đớn chỉ biết đứng nhìn tiểu Godzilla bị chôn vùi dưới địa đạo. Tiếp theo con quái vật không gian quay người rời đi. Godzilla cũng lủi thủi đi về phía đại dương bao la. Miki chỉ biết đứng nhìn nó từ phía xa. Dự án T-Project đã thất bại. Máy tạo sóng tâm linh không đủ mạnh. Mọi người đang định quay về đất liền. Đúng lúc này Miki bước vào nói rằng mình muốn ở lại. Cô muốn nghiên cứu về Godzilla và đứa bé. Shinzo không lỡ nhìn một cô gái yếu đuối ở lại đây một mình. Khi trực thăng chuẩn bị cất cánh, anh đã kéo Sato xuống. Anh quyết định sẽ ở lại nơi này. Tại trung tâm kiểm soát Godzilla của Liên Hợp Quốc, mọi người đang so sánh tế bào của Godzilla với tế bào của con quái vật không gian. Quan sát trên màn hình có thể thấy tế bào của chúng gần như là giống nhau. Gordon giả thuyết rằng có lẽ con vật này được tạo lên từ tế bào của nhiều con quái vật trước đó. Nó còn được cấu tạo từ việc hấp thụ năng lượng của các vì sao. Nhiệm vụ tiên quyết bây giờ là phải nâng cấp sức mạnh của Mogara lên càng sớm càng tốt. Bởi vì dự án T-Project đã thất bại nên tiến sĩ Okubo đã rời khỏi hội đồng. Sĩ quan Aso muốn nhờ đồng đội của mình điều khiển cỗ máy Mogara, bởi vì anh ấy là người duy nhất có thể làm điều đó ngay lúc này. Ngoài đảo, một con bướm tới tìm Miki. Nó gợi ý cô hãy tìm thêm người hợp tác, điều đó có thể giúp cô tiêu diệt được quái vật vũ trụ. Màn đêm buông xuống khi ba người đang say giấc nồng, bất ngờ bị tấn công bởi một tên lạ mặt. Miki yếu đuối đã bị chúng mang đi. Sáng sớm hôm sau, Gordon lái trực thăng tới đón hai người. Dường như cô ấy đã biết người bắt cóc Miki là ai. Quay về đất liền, nhóm người thiếu úy Yuki đang rình rập trước một cơ quan đầu não của Nhật Bản. Ba người lựa chọn đột nhập cơ quan bằng đường ống cống. Trong căn phòng, Miki đang bị một người đàn ông sao chép thần kinh thần giao cách cảm. Mục đích của hắn ta là có thể tự điều khiển Godzilla mà không cần đến sự giúp đỡ của Miki. Space Godzilla đã đến Sapporo. Sự xuất hiện của nó đã dọa cho người dân một phen hú hồn. Trong cơ quan đầu não tội phạm, đột nhiên máy tính bên cạnh Miki nổ tanh bành. Thiếu úy Yuki đã ra mặt giải cứu cô gái. Miki chưa mở được còng tay đang vẫy vùng trên giường. Căn phòng lúc này chẳng khác gì một bãi chiến trường. Shinzo nấp sau ghế sofa nhìn Miki gặp nguy hiểm mà không thể ra mặt. Miki dùng siêu năng lực nhấc bổng chiếc giường lên cao. Tên lính đen nấp phía sau dần dần lộ ra. Shinzo nhân cơ hội này bắn vào chân hắn. Sau khi anh cởi trói cho Miki, cô lại cảm nhận được sự tồn tại của Space Godzilla. Tên Okubo vẫn đang cố gắng làm gì đó với chiếc máy tính. Nhận thấy không nhiều thời gian, thiếu úy Yuki đưa mọi người ra ngoài. Space Godzilla đang chuẩn bị tiến tới Tokyo, vì vậy Mogara cần được kích hoạt ngay. Nhưng lúc này họ chẳng nhìn thấy thiếu úy Yuki đâu cả. Một hồi sau, Yuki hốt hoảng chạy về. Anh chọn Shinzo và Sato sẽ là người đồng hành cùng mình. Thiếu úy bước vào cỗ máy mang theo niềm tin hy vọng của biết bao nhiêu người. Bên ngoài, thành phố Fukuoka đã biến thành một cái địa ngục trần gian. Space Godzilla gầm rú vang trời. Còn Godzilla cũng đã di chuyển tới vịnh Kagoshima. Một chiếc máy bay được điều động đến để ngăn cản không cho con quái vật có cơ hội lên bờ. Godzilla đứng giữa biển bom đạn. Chỉ một phút sau, nó đã làm một con tàu phát nổ. Trung tâm Godzilla cho biết con quái vật đang từ từ tiến vào thành phố. Tất cả những nơi nó từng đi qua đã bị san bằng. Phân tích theo hướng đi thì có thể thấy nó đang đi về hướng của Space Godzilla. Thiếu úy Yuki thay đổi mục tiêu chiến đấu. Ông điều khiển Mogara về phía Godzilla trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người. Godzilla đang xuyên qua khu vui chơi. Thiếu úy Yuki không quan tâm đến sự khuyên ngăn của đồng đội, bắt đầu tấn công Godzilla. Bởi vì không còn lựa chọn nào khác, Shinzo đã đánh ngất Yuki và thay anh chiến đấu. Anh thay đổi lộ trình, giờ mục tiêu của họ là Space Godzilla. Mogara đang di chuyển với tốc độ bàn thờ về phía con quái vật không gian. Shinzo đã ra những đòn chí mạng đầu tiên tấn công Space Godzilla. Còn ở phía bên này, Godzilla đang đập phá khắp nơi. Vì thiếu kinh nghiệm, Mogara do Shinzo điều khiển sau một hồi chiến đấu đã bị đánh bại.
Godzilla đã có mặt tại trận chiến. Do tác động quá lớn từ bên ngoài, thiếu úy Yuki đã tỉnh dậy. Lúc này chỉ còn hai con quái vật solo 1-1. Godzilla áp sát lá cà Space Godzilla. Con quái vật không gian nhấc bổng Godzilla lên cao. Có vẻ như đây là một trận chiến không cân sức. Godzilla bị tấn công dồn dập nhưng vẫn kiên cường đứng dậy. Nó bắt đầu phá hủy những khối tinh thể. Đó là nguồn năng lượng điện từ chính giúp Space Godzilla khỏe mạnh hơn. Thiếu úy Yuki quyết định một mình đi điều khiển Star Falcon. Trận chiến giữa hai con quái vật bên ngoài vẫn diễn ra vô cùng tàn khốc. Thiếu úy Yuki ra lệnh cho Shinjo tách rời cỗ máy để anh chiến đấu một mình. Anh nhận ra nguồn gốc của vấn đề chính là những khối tinh thể này, vì vậy họ cần giải quyết nó trước tiên. Shinjo phụ trách phía dưới, còn thiếu úy Yuki sẽ bay lên trên cao. Trước tiên, thiếu úy Yuki lật đổ ngọn tháp bên cạnh Godzilla để thu hút nó. Tình hình đang tiến triển khá tốt. Họ hợp nhất Mogura để tăng thêm sức mạnh. Godzilla và Mogura hợp lực tấn công Space Godzilla, không cho nó cơ hội phản kháng. Con quái vật không gian bị Godzilla cắn cổ. Nó dùng cách này để phá hủy năng lượng của đối phương. Shinjo nhân cơ hội này khai hỏa phá vỡ tinh thể trên người Space Godzilla. Trong tình thế cấp bách, cỗ máy Mogura bất ngờ bị cạn kiệt năng lượng. Thiếu úy Yuki bảo đồng đội hãy ra khỏi cửa thoát hiểm, còn mình sẽ ở lại. Anh quyết tâm giúp Godzilla trả thù con Space Godzilla. Cỗ máy do Yuki điều khiển lao trực tiếp vào người con quái vật không gian. Shinjo lao vào đống lửa tìm Yuki, khiến anh vô cùng cảm động. Con quái vật không gian đang hút năng lượng của Godzilla. Chỉ vài phút nữa thôi nơi này sẽ bị nổ tung. Miki sử dụng thần giao cách cảm của mình thành công giúp Yuki đang bị mắc kẹt. Vừa hay Space Godzilla hút quá nhiều năng lượng đã bị nổ tung. Godzilla đứng bên cạnh gào rú ăn mừng chiến thắng vẻ vang của mình. Sato dẫn hai cô gái tiến vào đám cháy tìm Yuki. Họ tìm mãi nhưng chẳng thấy hai người đâu. Một lúc sau, Miki xúc động khi thấy Shinjo dìu trung úy Yuki bước ra từ đám lửa. Cuối cùng họ cũng hạ được quái vật không gian. Bên này, Godzilla mệt mỏi lầm lũi bước đi trong đám khói. Sau cuộc chiến này, bài học dành cho con người là phải dừng ngay lại việc làm gây ô nhiễm vũ trụ. Vì nếu không, sau này sẽ còn nhiều con vật tương tự như Space Godzilla xuất hiện. Năm người cùng tiễn Godzilla về với đại dương. Phim đến đây là hết rồi. Chào cả nhà, lại là mưa đây. Nay chúng mình cùng khám phá đại chiến giữa Godzilla và Millennium nhé. Ở đất liền, hai bố con giáo sư Shinoda đang cài đặt địa chấn để có thể phát hiện ra vật thể lạ khi nó xuất hiện. Rất nhanh, cô con gái đã phát hiện ra sự tồn tại của Godzilla đang tiến gần. Ngoài đảo xa, con quái vật đã tiến gần ngọn hải đăng. Nó điên cuồng đập phá tất cả mọi thứ. Cột điện cao thế bị nó quật ngã. Người đàn ông suýt xón ra quần khi thấy cột điện đổ dạp về phía mình. Tại một quán ăn nhỏ ven biển cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của biển cả. Ở Nhật Bản, động đất diễn ra như cơm bữa nên người dân cũng chẳng mấy đề cao cảnh giác. Sự xuất hiện bất ngờ của Godzilla khiến ai nấy mắt chữ A miệng chữ O. Shinoda đưa con gái và cộng sự của mình băng qua một đường hầm mới phát hiện con đường đã bị cắt ngang. Anh di chuyển đèn pha xem có chuyện gì. Hú hồn chim én Godzilla xuất hiện ngay trước mắt họ. Con quái vật cúi đầu áp sát về phía mui xe. Shinoda nhanh trí cài số lùi mới có thể thoát được cái miệng ngàn năm chưa đánh răng của con quái vật. Godzilla đang đi lững thững xuyên qua trạm tàu điện ngầm. Đèn điện ngay lập tức được cắt hết để tránh thu hút sự chú ý của con quái vật. Tiếp sau đó, nó điên cuồng phá hủy dàn điện cao thế. Shinoda đứng phía xa tự hỏi không biết Godzilla có năng lượng của con người hay không. Cảnh chuyển tới dãy Nhật Bản bên ngoài bờ biển Đông. Người ta vừa thành công cài đặt G-sensor ở điểm thứ 23. Shinoda đang liên lạc với Kimura ở Matsushima để hỏi về tình hình ngoài đó. Ichinose vẫn đang trên con đường thu thập tài liệu về Godzilla. Cô đến tìm hai cha con Shinoda ở phòng làm việc của mạng lưới dự báo Godzilla.
nhưng cô con gái nói rằng nếu như tìm hiểu sâu hơn về con quái vật, cô cần phải trở thành thành viên của mạng lưới. Tại cơ quan tình báo kiểm soát khủng long, qua máy vi tính họ quan sát thấy một vật thể kỳ lạ đang nổi lên khỏi mặt nước. Hai cha con Shinoda vừa nấu cơm vừa nghe tin tức. Tâm trấn đang di chuyển về phía nam. Cũng bởi vì lý do đó, hai cha con Shinoda và thành viên của đội cần phải tới đó ngay. Đến thời điểm hiện tại, vật thể này vẫn chưa xác định được danh tính. Katagari, ông chủ của cục tình báo kiểm soát khủng hoảng, nhận được tin. Bởi vì ở làng Tokai có một nhà máy năng lượng nên Godzilla đang di chuyển tới đó. Katagari ra lệnh cho cấp dưới nhanh chóng tắt năng lượng ở làng ngay lập tức. Chính phủ có một cuộc họp khẩn cấp để bàn bạc chiến lược đối phó với con quái vật. Sau đó Katagari có một cuộc gặp gỡ với giáo sư Shinoda. Hai người đã quen biết từ lâu nhưng lý tưởng sống của họ lại đối lập nhau. Katagari thì muốn tiêu diệt Godzilla, còn giáo sư Shinoda thì chỉ muốn tìm được hướng đi của nó để giảm tải thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể. Trên biển, vật thể lạ đó bắt đầu di chuyển làm lay động cả đại dương. Tiểu đoàn thiết giáp 0503 được lệnh vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Mục đích của đội lần này là dẫn Godzilla tới sông Kuji. Để chắc chắn cho sự thành công của chiến dịch lần này, họ còn cho chôn sẵn một quả bom dưới đất để chặn con quái vật tới lò phản ứng. Bất ngờ, biển động dữ dội, Godzilla đang tiến rất nhanh về phía đất liền. Trực thăng chiến đấu phóng tên lửa thu hút sự chú ý của con quái vật. Tiếp sau đó, vì bị xe tăng chiến tấn công liên tiếp, con quái vật đau đớn gào thét. Thật bất ngờ, hôm nay nó chỉ kêu la chứ chưa có dấu hiệu của sự phản kháng. Dường như đã cảm nhận được điều gì đó, sinh vật lạ trên biển không cánh mà bay vụt lên trời. Vì bị tấn công liên hoàn, cơ thể Godzilla bắt đầu phát sáng. Katagari nhận được thông tin vật thể lạ đang tiến về phía mình thì có chút bất an. Nó bay đến trước mặt Godzilla. Con quái vật nhanh chóng bị đánh gục. Có thể thấy nó không phải là đối thủ của vật thể lạ này. Shinoda ngơ ngác ngỡ ngàng không hiểu mục đích chiến đấu của nó là gì. Sau khi hạ được Godzilla, vật thể lạ quay người rời đi. Tại thành phố Kashima có hai chiếc trực thăng bay xung quanh tảng đá kỳ lạ đó. Có tài liệu cho rằng tảng đá có từ 60 triệu năm trước. Ánh sáng là nguồn năng lượng chính của nó, bởi vì nhận được ánh sáng từ tàu ngầm biển nên nó đã thức tỉnh một lần nữa. Thực tế cho thấy nó mạnh hơn Godzilla rất nhiều lần. Sau trận chiến ngày hôm nay cũng không ai nhìn thấy Godzilla ở đâu nữa. Hòn đá vẫn là một dấu hỏi chấm với cục tình báo. Theo phân tích, nó không hề có sự sống và được bao bọc bởi một thứ gì đó. Dưới tình thế cấp bách, Katagari tới tìm giáo sư Shinoda. Anh ấy muốn Shinoda dùng thiết bị của mình để tìm ra tung tích của Godzilla. Đột nhiên điện thoại của Ichinos bị ai đó hack. Shinoda gọi điện bảo con gái mang ổ cứng MO chứa dữ liệu về Godzilla tới cho mình. Qua nghiên cứu của mình về da của con quái vật Godzilla, chỉ chưa đầy 5 tiếng đồng hồ nó có thể tự chữa lành vết thương của mình. Vì nghi ngờ bên dưới lớp da của Godzilla có chất phóng xạ, giáo sư Shinoda quyết định thí nghiệm sâu hơn về nó. Ông vô cùng bất ngờ phát hiện ra một chất dị thường trong tế bào của Godzilla. Shinoda đã đặt tên cho nó là Organizer G1. Theo ông, với sức mạnh của Organizer G1, nó sẽ rất có ích trong y học. Giáo sư Shinoda nhớ lại năm đó, vì sợ hãi sự phát triển của khoa học sẽ gây hại cho con người nên ông đã từ bỏ nghiên cứu. Sau đó, giáo sư Shinoda ra ngoài nhận dữ liệu về Godzilla mà con gái mang đến. Phía bên này, dưới sự vùng vẫy của vật thể lạ, biển động dữ dội. Vật thể lạ vừa phá hủy hàng rào điện bay vụt lên không trung. Tất cả mọi người ở hiện trường ngơ ngác nhìn theo nó. Shinoda lúc này cũng nhận được tin tức cấp bách đó. Katagari cùng đồng đội của mình lái trực thăng đuổi theo tảng đá. Nó được xác định là đang bay tới Iosukaido. Ba trực thăng CCI vì tiếp xúc quá gần nên đã bị vật thể lạ nghiền nát.
Sức công phá của nó quá lớn, người dân dọc khu vực bay cần phải chú ý an toàn. Nhận được thông tin, mọi người không ai bảo ai đóng cửa hàng quán bê cái quần chạy. Chẳng bao lâu sau, vật thể lạ hạ cánh tại một nóc tòa soạn. Trong tình thế ngàn cân treo sợi lông nách, Ichinose vẫn còn muốn lên tầng thượng để thu thập thông tin sốt dẻo. Katagari ra lệnh cho cấp dưới nhanh chóng thông báo cho mọi người tới nơi an toàn. Giáo sư Shinoda cùng con gái đứng ở một bên thở dài bất lực. Lực lượng quân đội Nhật Bản nhanh chóng đã được triệu tập dưới tòa soạn, một số giúp người dân sơ tán an toàn. Số còn lại tiếp tục quan sát tình hình. Ở thời điểm hiện tại, việc phá hủy chiếc UFO đó là vô cùng cần thiết. Màn đêm sắp buông xuống, đấy cũng là lúc thích hợp nhất để hành động. Godzilla lúc này đang bơi lượn dưới đáy biển. Hàng trăm phóng viên thường trú dưới chân tòa soạn đang vô cùng nóng ruột. Họ đã đợi ở đây rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thu thập được tin tức nóng hổi nào. Ichinose trầm ngâm nhìn vào bảng phân tích trên máy tính của mình. Tất cả các máy tính trong khu vực Shinjuku đã bị hỏng, kể cả máy tính ở Kadeo cũng không thể hoạt động. Thì ra là UFO khổng lồ đang hack vào siêu máy tính của tòa nhà. Mục tiêu của nó là thu thập toàn bộ thông tin loài người. Nếu như không có biện pháp đối phó nhanh chóng, sự an toàn của loài người sẽ bị đe dọa. Giáo sư Shinoda cho biết rằng con người chúng ta có lòng tham vô đáy, cho nên chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Đã rất lâu rồi nhưng chiếc UFO vẫn trong thế bất động, không một chút phản ứng. Đơn vị kỹ sư đặc biệt đã thiết lập, bất ngờ hàm lượng oxy trong không khí giảm dần. Katagari nhìn tình hình hiện tại quyết định cho kích nổ bom. Ichinose bất chấp nguy hiểm ở lì trong tòa soạn. Cô cho biết UFO đang phá hủy bầu khí quyển. Điều mọi người cần làm ngay lúc này là tìm ra nguyên nhân UFO có hứng thú với Godzilla. Hai cha con Shinoda gấp gáp lái xe về phía tòa soạn. Katagari vẫn đang cùng cấp dưới tiến hành lắp đặt bom. Từng quả bom được đưa vào văn phòng. Giáo sư Shinoda định lao vào trong thì bị mọi người ngăn lại. Theo chỉ thị của Miyasaka, tòa nhà chuẩn bị được kích nổ. Nhưng Ichinose thì sao, cô ấy vẫn mắc kẹt trong đó. Nhân lúc mọi người không để ý, hai cha con Shinoda chạy vội vào trong kiếm Ichinose. Giáo sư bảo hai người hãy xuống dưới nhờ người hoãn lại vụ nổ, còn mình sẽ ở lại đây tìm cách đối phó với UFO. Lúc này ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị tháo chốt cho phát nổ tòa nhà. Quân đội được chỉ thị rút lui để thuận tiện hơn cho chiến dịch lần này. Ichinose vội vã lái xe đuổi theo, cầu xin họ hãy dừng lại. Katagari mặc dù biết người phía trong tòa nhà là giáo sư nhưng vẫn quyết không thay đổi ý định. Giáo sư đang chuẩn bị rời đi thì màn hình máy tính thu hút ông bởi dòng chữ Millennium. Ichinose đã không lựa chọn rời đi cùng đoàn người mà lái xe quay lại đón giáo sư. Trong tòa nhà, giáo sư Shinoda đang cố gắng chạy xuống những tầng cuối cùng. Dù đã được ngăn cản nhưng Katagari vẫn máu lạnh ấn nút phát nổ tòa nhà. Nhưng thực tế đã vả cho anh ta một nhát đau đớn. UFO vẫn đứng yên bất khuất không chút thiệt hại. Với hào quang của nhân vật chính, trước khi tử thần ghé qua, Shinoda đã kịp thoát khỏi nguy hiểm. Sau chuyến đi này, giáo sư Shinoda đã biết được mục đích của UFO. Họ muốn thay đổi bầu khí quyển để phù hợp với điều kiện sống của họ. Vương quốc Millennium muốn xây dựng đất nước riêng trên trái đất. Nó có hứng thú với Godzilla vì con quái vật có Organizer G1. Ở bên này, Godzilla đang tiến tới vịnh Tokyo. UFO khổng lồ cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của con quái vật. Ý chí trả thù của Godzilla vô cùng mạnh mẽ. Dù cho ngắt hết điện của thành phố cũng không thể nào cản được bước chân của nó. Godzilla đã khôi phục sức lực, chuẩn bị chạm trán với đối thủ. Mãi đến tận khi con quái vật xuất hiện, UFO khổng lồ mới phản ứng lại. Nó dịch chuyển sang một tòa nhà cao tầng khác. Bất ngờ, Godzilla bị trói bởi những sợi dây ngoi lên từ lòng đất. Sợi dây trói chặt lấy cơ thể con quái vật khiến nó không thể kháng cự. Godzilla bị khóa mõm chẳng thể nào gào thét được. Có thể thấy con quái vật mặc dù thất bại nhưng không thảm hại như trước. Cho dù bị đánh bầm dập nhưng vẫn cố gắng đứng dậy đáp trả.
Millennium vận công khiến một tòa nhà ôm chặt lấy con quái vật. Sau đó nó nhả xúc tua hút Organizer G1 của Godzilla. Nhưng các cụ đã nói rồi, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Organizer G1 thuộc về Godzilla nên nó rất nhanh đã bị đào thải khỏi cơ thể Millennium. Con quái vật sau khi khôi phục sinh lực liền đáp trả kẻ thù. Millennium chưa kịp phản kháng đã bị Godzilla bắn nổ tung. Millennium thoát ra khỏi lớp vỏ bọc solo 1-1 với Godzilla. UFO do Millennium điều khiển hôn mạnh vào má con quái vật. Sau một hồi bị áp đảo, Godzilla đã không thể nhịn thêm được nữa. Nó bắt đầu tung những cú phản đòn đầu tiên. Millennium cắn mạnh vào tay Godzilla khiến nó suýt thì biến thành dương quá. Cuối cùng Millennium to xác vẫn là bị hạ dưới tay Godzilla bất tử. Millennium há to miệng nuốt chửng đầu Godzilla. Một lúc sau, cơ thể con quái thú sáng rực lên kèm theo một tiếng nổ vang trời. Trong biển lửa chỉ còn mình Godzilla sống sót, đắc chí cười lớn. Thấy con quái vật bước tới, mọi người sợ hãi bỏ chạy. Chỉ còn mình Katagari đứng lại chậm rãi châm một điếu thuốc. Anh ta mặc cho Shinoda ngăn cản vẫn muốn lán lại để quan sát con quái vật ở cự ly gần. Sau khi Katagari bỏ mạng, Godzilla cũng quay người rời đi. Chính sự háo thắng của con người đã tạo ra con quái vật tàn ác này. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi. Nhớ like cũng như subscribe ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai.